Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Chúc anh em có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một clip mình quăng quại suốt 20 phút cùng với Valentino tinh hệ bậc ớt nha. Một trận đấu phải nói là rất căng thẳng luôn. Và mời anh em cùng xem đến cuối clip để xem mình sẽ đối đầu với nó như thế nào nha. Và đầu game mình sẽ cố gắng farm 3 con quái này trước để mình được lên cấp 4 trước nó nè. Và lo này mới vô á, thả cho mình ăn 3 con quái trước và cái kết. Ok, team mình thì đang lăm le cướp con bùa đỏ của team bạn. Và Ngộ Không đã mất con bùa đầu tiên. Ồ, pha này. Pha này không kịp rồi. Ok, vậy là team mình đã cướp thành công được một con bùa và một con quái nhỏ nha. Và Flo đã còn khá là ít máu nên chắc là nó biến về rồi. Và mình đã có lợi thế đầu game là ăn được 3 con quái này trước rồi. Ồ, Flo vẫn chưa biến về nè. Mình cố gắng ăn luôn con dơi thủ vệ này nữa. Và mình đã lên được cấp 4 trước. Flo chuẩn bị biến về và mình sẽ kết liễu nó bằng một pha bộc phá đầu tiên. Ok, và bật cái anti để hồi máu lại. Chiến công đầu dành cho mình khá là nhẹ nhàng rồi. Trận nào mà lấy được chiến công đầu mình sẽ có được cái ưu thế đầu game và rất là dễ chơi nha. Và với Flo thì mình out với nó khoảng 2-3 mạng gì đó mình mới đủ để chơi với nó solo nha mọi người. Tại tính chất của nó, cái khả năng cấu rỉa và hồi máu của nó cũng khá là tốt nên là heo vàng khá nhiều mới chơi được, chứ mà ít thì vẫn chưa có solo nổi với nó nha. Không nên quá y. Mình sẽ chỉ chơi cấu rỉa từ xa nhẹ nhẹ thôi, chứ thật sự là mới vô đánh không lại nó đâu. Ngộ Không và Flo đã ăn được cái con Kaiser rồi. Pha này mình ảo tốp tốp. Không nhiều chơi với hai thằng luôn. Mình đứng đây thì đợi hồi bớt gần hồi anti rồi họ chơi, chứ bây giờ mình chơi hơi sai nha mọi người. Nhiều đầy máu là mình không chạy kịp đâu. Chơi giúp Flo thì mình nên thủ cái chiêu 1 á, để hạn chế mấy cái trường hợp mà nó thảy hoa trúng liên tục thì mình sẽ không có chạy được. Pha này giống pha nãy quá. Ok, và mạng thứ hai giết nó trung trụ luôn nha. Nhìn coi dễ nhưng mà không biết có dễ hay không. Và lo tinh hệ bậc ớt thì mình cũng không nên quá khinh thường đối thủ khi mà mới vô mình ăn được 2 mạng. Tại vì nó hơi ẩu thôi. Ta này Ngộ Không gõ hết chiêu còn chưa chết nữa. Ok, và Ngộ Không đã nằm xuống. Ta này Flo đã thể hiện đẳng cấp và lo tinh hệ bậc ớt của mình. Ta lụm cân 2 luôn. Ok, và trận đấu hôm nay mình sẽ lên cái build đồ không đam luôn. Lên nguyên full thủ luôn nha mọi người. Mọi người cùng coi cuối clip để mình biết mình lên build đồ như thế nào nha. Mình sẽ lên chậm chậm cho mọi người xem nào. Cái phần bản ngọc thì mình để trong phần mô tả nha. Rồi, và xem tới đây anh em nào mới đến với kênh của mình thì có thể cho mình một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được hơn thì có thể để lại một cái bình luận để cho tăng phần tương tác thêm cho mình nè.
Hôm nay mình hỗ trợ bạn Mít ăn đám quái nè. Mít đi hơi xa rồi. Đi đâu thì đi cũng đừng quên cái len của mình nè. Đừng có bỏ ba con lính là thọt luôn á. Ok, và bây giờ gặp Flo cũng hơi rén nha. Để Flo nó thả mấy mạng rồi bây giờ nó quýnh ghê quá anh em ơi. Múa quá trời múa rồi. Hơi rén rồi. Thật sự chất tướng ta ra là gặp Flo là mình là một chất tướng dưới cơ của nó. Mà Flo này á, có kinh đẹp, mặt đẹp, kèm thêm á, bậc ớt nữa. Cũng là một đối thủ đáng gờm của mình. Flo múa thì á, lên bản ngọc đam hay bản ngọc thủ gì thì cũng chết thôi. Đồ đam, đồ thủ gì cũng chết thôi. Chất tướng của Flo thì á, sợ những vị tướng khống chế cứng hoặc là những vị tướng sốc đam, cái kiểu như mà Ngộ Không và Yuka rồi á, sốc đam nó sẽ không hồi máu kịp. Còn những vị tướng mà trâu trâu như Tara thì nó chỉ xem như là bao cát thôi, bay vô mà xúc thôi. Nên là về chất tướng thì mình cũng hơi e dè với Flo nè. Mình chỉ cấu rẻ dạng cho nó còn thật ít máu để mình kết liễu nó bằng một pha bộc phá thôi. Hồi ôi pha này, hồi ôi pha đó mình không giết được nó luôn. Hay quá. Đụng mít của mình đã lụm nó rồi. Pha này mà có lính thì mình vô trụ mình giết luôn con Ngộ Không trong trụ luôn rồi. Ok, và chơi không lại thì mình cố gắng. Nó có đôi giày hơi mệt, nó chạy quá thì chạy luôn. Chơi không lại thì cố gắng đẩy trụ nha anh em. Đừng quên đẩy trụ là chính. Cố gắng đẩy trụ đi. Để lấy lợi thế cho cả team luôn. Và đừng cố solo kill với nó làm gì. Và lo mà chơi đâu có lại nó đâu, solo kill nó. Cố gắng né những bông hoa của nó, càng né được nhiều bông hoa thì càng tốt. Mình sẽ cố gắng tích cực farm để ao vàng với nó và mình có thể chơi dễ hơn nè. Cứ ngang ngang vàng thì mình sẽ không có chơi lại nó nha anh em. 212 dành cho mình. Team mình thì đang chơi khá là tốt luôn. Mình và bạn rừng sẽ ăn con kinh công này. Mình thấy cái build đồ mà cái giáp cuồng nộ á cũng khá là ok luôn. Chịu sát thương sẽ được tăng sát thương và tăng tốc chạy. Kiểu như là mình được thêm một ít miễn khấu nha. Nó tăng tốc chạy lên là mình có thể thoát khỏi cái vòng vây của địch hoặc là cái chiêu của địch á, cái chiêu khống chế nhẹ của địch á. Nên những trận đấu mà có những con khống chế nhẹ nhẹ mình có thể lên cái món này. Để mình bị đánh mà mình có thể tăng tốc chạy. Và mình có thể tăng sát thương để khi đấu với nó mình sẽ tự tin hơn. Mình lại farm thôi. Pha này có tem mình nữa nên mình sẽ, trời ơi, tốc biến luôn rồi. Mình bộc phá pha đó không trúng luôn rồi. Coi vậy chứ rất là khó giết Valor nha. Valor chơi á, mới vô á, thả mình hay sao đó mình em ơi. Giờ này thì quýnh khá là gắt luôn. Pha này thì có Arum nên mình sẽ lui nhẹ về. Để Arum nó trói và Valor nó múa thì xác định luôn. Ấy da. Pha này liệu mình sống nổi hơn không biết. Rất là may luôn.
cái nội tại của cái giáp quần nộm nó đã cứu mình rồi. Nó được tăng tốc chạy khá là ngon. Trận này có những đối thủ khá là nặng ký của Tara, đó là Hayate và một con Yata nữa. Một con thì tốc sát thương phép khá là tốt, còn một con thì cái khả năng vâng sát thương chuẩn kèm theo cái cấu máu rất là tốt luôn. Còn khu vực đường top này thì mình đã thua ngay từ đầu luôn rồi về chất tướng. Nên là trận này mình phải chơi hết sức cẩn thận luôn. 10 phút đã trôi qua rồi. Team mình thì vẫn đang chiếm lợi thế hơn team bạn nha, về cả trụ lẫn người luôn. Khu vực đường top thì mình solo không lại, nhưng mà mình có thể là đẩy đường tốt hơn nó nè. Mình tận dụng cái lợi thế và mình đẩy đường thôi. Mình chỉ nhớ nhé thôi, chứ thật sự người ta ở trong trụ người ta mà. Người ta ở nhà ta đóng cửa mà sao mà làm gì được người ta được. Né né con 2GT ra nha anh em. Con 2GT này nó gắt lắm, cấu rỉa rất là đau luôn. Rồi, pha này mình lui nhẹ về để lính cao lên tiếp. Nãy giờ chưa lên nổi món kháng phép để chơi với Zeta nữa. Ok, team mình thì có bạn Batman chơi với Yosu nữa, toàn là những con tàng hình không à, nên là có thể bắt lẻ team địch khá là tốt. Trời ơi, lo múa kìa. Thôi, pha này mình lui nhẹ nha anh em. Nó múa quá múa rồi. Nhưng mà follow múa mình đâu chết nữa đâu. Bây giờ mình khá là trâu rồi. Với mười mấy ngàn máu và kèm thêm cái anti nữa thì mình có tầm hơn 20.000 máu rồi. Rất là trâu bò luôn. Thôi, nhịn. Mình bay như vậy để cấu rỉa và lấy chiêu của bạn Yata nha. Team mình đang đứng ở đây rất là đông, nên là mình cố gắng cấu để mình lấy chiêu của nó. Và đó, team bạn hết máu khá là nhiều mà mình không có đủ, không đủ đam để bộc phá. Và đó, một pha combat khá là lỗi và team mình đã chết 4 và team bạn còn chỉ chết 1 thôi. Rất là lỗi luôn. Mình bị mất cái trụ đầu tiên rồi. Team bạn đang cố ăn con kinh công đầu tiên nè. Không biết sao nữa. Trận đấu khá là gắt luôn. Ở phút thứ 14 rồi, mình vẫn chưa hạ được nổi team bạn nè. Mặc dù team chiếm lợi thế khá là cao luôn, nhưng mà team bạn cũng thủ khá là kỹ, nên là rất là khó kết liễu trận đấu, kết thúc trận đấu. Và có lẽ trận đấu này mình sẽ chơi tới ao, tới cuối vàng, cuối game luôn. Về chất tướng của mình khá là trâu, nên là mình sẽ mở combat để lấy chiêu của Yata hoặc là của Arum để dễ team mình nó dễ combat hơn. Yosu thì cứ đứng về sau và bắn thôi. Batman thì núp bụi đi lẻ. Team mình có một chiến thuật khá là kỹ. Lắm.
Và đó là một pha comeback khá là thành công của team mình nha. Giết chết được 3 người team bạn rồi. Đính khá là cao rồi nhưng mà team mình, team bạn thủ khá là tốt luôn. Không làm gì được. Và có lẽ team mình sẽ lui nhẹ về quá. Ở đây toàn là mắt và mắt. Liệu Elsu có thể hiện được gì không? Yata đã bay lên và Yata nằm xuống. Ok, team mình cũng nằm xuống một hai người rồi. Pha này team mình quyết định lui về. Cố gắng ăn con này đi. Ok. Và mình đã lên được full đồ rồi nha anh em. Giờ mình có thêm cây đao tri hồn nữa nên là mình sẽ giảm được khả năng hồi máu của team bạn rồi. Nhưng mà giờ này phải hai người chứ một người không có chơi lại Flo đâu. Flo có cái nham nhẫn bật lên rất là trâu luôn. Trâu với chúng tôi không? Trâu bằng Tara không bạn? Okay, và bây giờ mình sẽ cố gắng ăn con kinh công này và kết thúc trận đấu mới được. Tránh để đêm dài lắm mộng nè. Team bạn đi khá là ăn ý, chơi cũng chơi chung khá là kỹ nên là rất là khó bắt lẻ luôn. Cấu cấu nhiều lúc đó, gặp Hayate nó thả combo dám là dảnh luôn anh em ơi. Chết rồi, pha này một pha khá là lỗi luôn rồi. Team mình thì á, mở combat với vị tướng Elsu cũng không có ok lắm nha anh em. Chủ yếu là cấu rỉa thôi. Nào mà nó gần hết máu mới vô thôi chứ. Elsu bắn vác một mà mình á, không có vô á, trực diện được. Team mình thì có Illumia, một vị tướng khá là khó chịu. Vừa khống chế vừa lại có cái chiêu mình nó có thể sôi map được nữa. Nên là mình không có sợ ngộ không lắm nha. Chết không? Ok, Ngộ Không đã nằm xuống rồi. Team bạn đã chết hai rồi. Còn hai Yata, còn bạn Yata. Và mình sẽ kết liễu bằng Yata luôn nè. Sao mà chạy được? Hai Yata chạy hộ. Ok, và một pha combat khá là thành công rồi. Và có lẽ pha này team mình sẽ kết thúc trận đấu luôn nè. Team bạn chết 4 rồi. Và tới giờ phút này thì chết là cỡ tầm 50 giây nó mới hồi sinh nè. Liệu pha này Flo có cân 2, cân 3, cân 4 gì được không? Flo múa rất là đau luôn nha mọi người. Không thể khinh thường đối thủ được. Tính chất Flo là có khả năng cân team nha. Liệu Flo có cân 5 được không? Ok, và trận đấu kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip. Và nếu hay, đừng quên nhấn like cũng như subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.